Xin chào tất cả các bạn đến với lại bài giảng online Hoàng đế nội kinh tố vấn của thầy Linh. Hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho mọi người chương 25 là bảo mệnh toàn hình luận. Trong chương trình trong chương này có những nội dung gì, chúng ta sẽ đi chi tiết. Chúng ta đi kinh văn đầu tiên. Đây có một kinh văn thôi. Hoàng đế hỏi rằng: trời che đất trở, muôn vật đều đủ, không gì quý bằng người. Người nhờ cái khí của trời đất để sinh và cái tiết của bốn mùa để thành. Trên từ quân vương, dưới đến chúng thứ, ai cũng muốn giữ cho được toàn vẹn thân hình. Nhưng đã có hình, thời phải có bệnh. Nếu không bệnh chữa, bệnh sẽ sâu vào xương tủy. Trẫm lấy làm lo, muốn dùng châm để trừ bệnh tật, vậy phương pháp nên như thế nào? Kỳ bá thưa rằng: nghĩ như muối, vì vị nó mặn nên khí của nó thường ẩm ướt ra ngoài. Dây đàn sắp đứt, tiếng nó phải rè. Cây đến mùa thu, lá nó phải úa. Có ở bên trong tất phải hiện ra bên ngoài. Ở con người cũng vậy, bệnh đã quá lâu sẽ phát chứng lấp vẹ, tức là sáu phủ đã bị hoại, bì phu bị thương, huyết khí hóa đen. Đến lúc đó dù có độc dược uống vào cũng vô ích, dù có đoạn châm thích cũng không được. Hoàng đế nói: trẫm nghe đến mà đau lòng, trong tâm bối rối lại quá người mắc bệnh. Vậy làm thế nào cho khỏi nỗi đau đớn ấy? Kỳ bá thưa rằng: người sinh ra ở đất, gửi mệnh ở trời, trời đất hợp khí nên gọi là người. Người theo đúng được bốn mùa, trời đất sẽ như cha mẹ. Người thấu hiểu được muôn vật sẽ cũng như là con trời. Trời có hai khí âm dương, người có 12 tiết, tức 12 kinh mạch. Trời có hàn thử, người có hư thực. Nếu kinh lý được sự biến hóa của âm dương không trái với bốn mùa và biết rõ sự lưu hành, vận hành của 12 tiết sẽ là bậc thánh trí. Còn ai lừa dối được nữa? Nếu nhận rõ sự biến hóa của tám gió, sự thắng của năm hành và xuất được cái số hư thực để xuất nhập bổ tả, thời dù hơi thở hút rất nhỏ cũng có thể trông thấy như ở trước mắt. Hoàng đế hỏi: người sinh ra có hình, không lìa khỏi âm dương. Trời đất hợp khí chia ra làm 6, 9 dã, tách làm 4 mùa. Nguyệt có thiếu thừa, nhật có dài ngắn, muôn vật đều đến, tính không kể xiết, hư thực, thở hút, điều trị nhường nào? Xin cho hỏi biết rõ. Kỳ bá thưa rằng: mộc gặp kim sẽ héo, hỏa gặp thủy sẽ diệt, thổ gặp mộc sẽ đạt. Tức là điều đạt và sơ sơ sát, kim gặp hỏa sẽ khuyết, thủy gặp thổ sẽ tuyệt, muôn vật đều thế, nói không thể hết. Về phép châm có thể nêu rõ cho ai lấy đều biết là có 5 phép. Một, trị thần, tức là bảo thủ tinh thần. Hai là dưỡng thần, bảo thủ thân hình. Ba là biết rõ chân giả của độc dược. Bốn là phép chế châm thạch nhỏ hay lớn. Năm là biết rõ trần, tạng phủ và khí huyết. 5 phép trên đây lập ra, có thứ lên trước, có thứ lên sau. Về đời là nay chỉ có biết hư thì làm cho thực, mãn thì làm cho tiết. Thế thôi, nếu biết bắt chước
trời đất theo ứng rồi sẽ động, thì sẽ trống như vang theo tiếng, như bóng theo hình, độc vãng, độc lai, quỷ thần không lường. Hoàng đế nói: Xin cho biết phương pháp. Kỳ bá thưa rằng: Phàm phép thích phải trị thần trước. Năm tạng đã định rõ, chín hậu đã đầy đủ, bây giờ mới dùng đến châm. Trong khi dùng châm phải hết sức tồn thần, không nên quá nặng, không nên vội vàng. Trong tạng phủ ngoài cân mạch phải ứng khớp với nhau, đừng chú trọng về hình. Có như thế mới có thể dùng châm để thích cho người. Người có hư thực, năm chứng hư chớ gần, năm chứng thực chớ xa. Đến lúc lên thích phải nhanh, không kịp chớ mắc. Cầm châm phải vững, cất tay phải đều, yên tĩnh, chú ý vào châm, chờ xem khí đến thế nào. Lúc sắp dùng châm vững như dương nỏ, lúc châm kim xuống nhanh như phóng tên. Hoàng đế hỏi: Thế nào là hư, thế nào là thực? Kỳ bá thưa rằng: Thích vào người khí hư phải đợi cho khí đến. Thực khi có thực rồi mới có thể thích. Thích vào tà khí thực phải đợi cho khí tiết ra thành hư. Khi kinh khí đã dẫn đến phải giữ ngay, chớ bỏ lỡ. Dù sâu dù lông, chí phải chuyên nhất, tuyệt không động cập đến một vật gì ở bên ngoài, phải chú ý đừng sơ suất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe về cái chương bảo mệnh toàn hình luận. Mọi bình luận, mọi chi tiết thắc mắc mọi người bình luận dưới cho thầy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người vui lòng đăng ký kênh của thầy Linh nhé, để nhận được những video tiếp theo.